Đây tôi nói cho mọi người con biết không? Linh. Rồi, tôi nói cho mọi người con tên là gì? Con là tên Bùi Tuấn Anh. Bùi Tuấn Anh bao nhiêu tuổi ở đâu? Dạ, 32 tuổi, ở trong quán ở Đồng Nai. Ở mấy đường nay con làm nghề gì? Dạ, con thì được về mình, vì bệnh con bây giờ cũng làm đây, đã có khác rồi. Rồi, bị bệnh làm nghề gì? Dạ, con thì là phụ làm bạc nhà không thầy. Phụ làm bạc nhà không? Con chưa làm gì? Dạ, không, mẹ con thì làm ở bên theo Phật, đạo Phật. Còn con? Con, con không đạo, mẹ đạo Phật rồi con không đạo. Nãy con đến con mua mấy cái máy để làm gì? Máy 507 nhà để làm gì? Dạ, con là người ta gửi. Thầy cho thấy là cái người có đạo, nhờ người không có đạo đến giáo điểm tin mừng này mua dùng cho mấy cái máy nghe 507 nhà rồi số thu xót người ta gửi mua dùng. Nghe thấy có đã không? Tôi chọc vào tay người xem. Theo gì ngơ ngơ vậy chứ mà là non này, chú chọc này. Ngơ vậy hay mà chú nói. Thế nó được tự do nó đáp lại là có những người nhìn đẹp trai lắm, đẹp dai, con đẹp giàu, học giỏi. Rồi ba cái nghi vấn là dai, giàu và giỏi. Thế nhưng mà lại không có đáp lại lời mời gọi của Chúa. Có khi điều này con đang ăn chơi, điều này con đang ăn nhậu, điều này con đang làm đúng ở đâu đó. Có những người thì nhà lầu xa hơi phú quý hơn mấy căn, được quận 7 mấy căn, được quận thứ hết ở đảo Kim Cương và các thứ khác, nhưng mà họ không đáp lại lời mời gọi của Chúa. Chúa vẫn chọn, Chúa vẫn gọi mà không đáp lại. Anh em, người anh em ngơ ngơ này, nhưng mà Chúa đáp lại, hỏi mày đến đây đi, con đến đây mục đích con làm gì? Dạ con thì nói chung là con nghe được bài giảng của cha, ông người ta rủ con đi nữa. Con nghe bài giảng của cha người ta rủ con đi thì con? Con đi. Thế con đi hả? Thế chưa? Và khi đi ấy còn có một cái sứ mạng thôi, một sứ mạng là đi mua dùng tới người khác mấy máy nghe 507 đạo rồi thu xếp số để đưa về cho người có đạo. Thấy lạ chứ phải không? Tại sao người có đạo mà không nhờ được người có đạo mà mua? Tại sao nhiều người có đạo mà không nhờ người có đạo để mà lấy dùng mà lại nhờ người không có đạo? Và biết đâu qua cái việc nhờ ấy lại Chúa dùng cái công việc ấy để làm cho ngày sau này anh có đạo, sao mình đâu biết được. Mà bây giờ thì đã là người có đạo rồi. Có đạo không? Có, Chúa đã gọi, đã chọn anh ấy rồi. Vì anh ấy đang nghe lời của Chúa mà anh đến đây mà. Con nghe người ta, con nghe bài giảng và hướng dẫn của Chúa. Rồi người ta đủ con đến đây thì con đến. Tức là anh đã nghe và đã chuẩn bị tâm hồn rồi. Khi người ta gọi, người ta đủ lại đi. Thì mỗi người chúng ta làm công việc đủ gọi là như vậy. Vì Chúa đã gieo mầm cho cái hạt vào trong trái tim, trong tâm hồn của những con người ấy rồi. Vì Chúa đã chọn chúng ta trong Đức Giêsu Kitô, Thánh Phaolô nói chọn chúng ta chứ phải là chọn vài người hay là mấy người hay là nhiều người, cũng phải chọn chúng ta, tức là chọn tất cả mọi người trong Đức Giêsu Kitô. Chúa chọn, Chúa gọi máu và nước của trái tim Chúa đổ ra rửa sạch tất cả tội lỗi nhân loại một lần thi cho tất cả rồi. Bây giờ vấn đề là người ta có đáp lại hay không, mà nhớ rằng Chúa đã làm mọi sự, Thiên Chúa là đứng làm mọi sự, chứ không phải chúng ta. Đôi khi mình nghĩ rằng tôi làm cái này, tôi làm cái nọ, tôi làm cái kia. Không! Chính Thiên Chúa là đứng làm mọi sự. Tôi, ông, bà, anh chị em, chúng ta chỉ là những người đầy tớ vô dụng, chỉ làm những việc Chúa bảo làm mà thôi. Chúa bảo quét rác thì Chúa bảo lên lầu thì lên lầu làm gì? Có khi thì Chúa bảo lên lầu cầu nguyện và chúng tôi Chúa bảo lên lầu dùng nhà vệ sinh được không? Chứ đừng cứ tưởng lên lầu là ngon rồi, lên lầu không có nhà vệ sinh à? Chứ bộ nhà vệ sinh chỉ nằm ở dưới à? À, chứ đừng cứ tưởng mình làm cao, mình làm lớn và mình không bao giờ mình đụng đến cái chuyện nhỏ, không bao giờ đụng đến chuyện lâu. Nhà quét nhà hay là chùi nhà vệ sinh hay là làm bếp, tôi người vô thấy tôi đang quét nhà, đi xuống cháu quét nhà, cháu có nhà khác à, thì không nhà trai à, làm trai thì rác, không biết nhà thì làm cái gì, đúng không?
ừ, ta đã cho tặng con cái máy rồi đúng không? Đó, thế nhưng còn nhớ này cơ mà. Rồi đi về tiếp tục nhá. Rồi anh rồi con đây đi con lấy dùm nhá. Dạ, dạ. Chịu không? Dạ. Chịu không? Dạ, chịu. À, con phải làm con tay nữa. Đấy, chúng ta có thể làm con tay nữa. Đấy. Tưởng con cái đẹp sai này sầu bằng giỏi mà ngon không? Thưa chị em, Chúa làm mọi sự, chỉ có Chúa làm mọi sự, tôi cũng xác đi được điều đó. 6 tháng về đây, ngày hôm nay là vừa đúng 14 tháng tháng 4 hả? 14 tháng 4 hay tháng 4? Tháng 4. Rồi, hôm nay là 14 tháng 10, là mấy tháng? 6 tháng hay là tháng 6? 6 tháng. 6 tháng về đây, xem thấy rõ ràng là mình kỷ niệm 6 tháng, 14 tháng 4, 14 tháng 10. 6 tháng thì mình có thể Chúa làm hết mọi sự, hoàn toàn Chúa làm. Chúa làm, Chúa là đứng quyết định, Chúa là đứng quyết định theo kế hoạch của Ngài, chứ không theo kế hoạch của chúng ta. Ta mới bảo rằng, người tính không bằng dòng tính. Thực sự cái gì em tôi cũng có tính về đây rồi, nói thật. Hôm nay 6 tháng thì cũng dạy lòng ra mà nói, tôi đứng đường khác. Mình xin đường khác nổi cùng bên đường nào nó cũng bị sập hết. Đường nào cũng tưởng là sắp tới rồi cuối cùng lại bị chặn. Mà chỉ tìm một con đường duy nhất, đó là con đường đi được tự do loan truyền dòng thương xót Chúa. Đây là con đường mà tôi muốn, đây là con đường tôi chọn, đây là con đường mà Chúa gọi, Chúa chọn. Mình đáp lại, nhưng mà mình đáp lại cái lời mời gọi ấy, mình lại cứ muốn theo cách của mình, không xong rồi. Mình muốn theo cái chương trình kế hoạch của mình, hỏng rồi. Chúa là đứng làm mọi sự theo kế hoạch và quyết định của Ngài, chứ không phải quyết định của con, chứ không phải là kế hoạch của con. Con tính đường này, con tính đường nọ, con tính đường kia, không được. Chúa làm mọi sự. Cuối cùng về đây thôi, phó thác một liều 374 liều. Đến đây là liều lắm, liều lít. Mấy anh em khác bảo tôi này, 60 tuổi rồi mà còn sức gậy, sức đi đi đến cái vùng sâu vùng xa này, tôi tính ở đây mà chết già ở đây rồi. Thì chắc cũng vậy thôi chứ bảo làm gì nữa giờ. 60 rồi về đây, kiếm cái miếng đất, cái mảnh vườn của tôi, sáng kinh, chiều kệ, rồi tối ngủ rồi thì đất làm vườn, rồi thì khoái ăn sáng rồi. Đêm thì ngày gì, đêm ngủ nhà khách sạn ngàn sao, nhìn lên thấy sao trời, ngon rồi. Thì tôi nghĩ vậy thôi, về đây là coi như là rú nhà. Chả có gì, 25 năm linh mục, rồi thì 60 năm tuổi đời, tôi đến đây là chặng cuối rồi, tôi nghỉ chân rồi thì dần dần giống như là con cọp nó về trong rừng già, nó chết già. Lông nó rút dần dần, răng xương cốt nó rớt dần dần, cuối cùng ta cũng nấu được cao hổ cốt. Tôi thấy cọp mà nó chết nó còn có giá hơn người, đúng rồi. Có ai mà lấy xương tôi nấu cốt không? Cốt bị cao lắm cốt không? Không, chết ba ngày mà không cho nó thôi, ý lên rồi thì cũng bỏ chạy hết chứ, ở đó mà khóc cha lông hay là cha lông. Nhưng mà con cọp nó chết, chúng ta còn lấy xương lên cốt nó, da còn được không? Da còn được, là cái bóp của cái cô này là 100 triệu của cái bóp da cọp. Đúng không? Đấy, thương chị em, cái cọp nó chết mà nó còn ngon như vậy, nó còn cốt mà để lại cho mình chết. Còn tốn chỗ, không có đất mà chôn là phải đem đi thiêu, phải tốn tiền. Cọp nó chết, nó cốt nó còn được bán lấy tiền. Còn mình chết chôn cái hũ mà đem, tốn tiền, vừa tốn cái tiền là thiêu, đem con gửi, có phải người miễn phí không? Mấy triệu? 5 triệu, cái gì đâu mà ít của mình đâu. Mà muốn được mặt tiền là phải mấy triệu? 10 triệu, còn 5 triệu là 3 triệu là đi vào trong lắp. Có không? Có, chứ có khi còn đặt hàng trước, là mua luôn cái giấy mặt tiền của cái nhà cốt. Chơi luôn đặt cọc trước mua giấy cốt là ông bà cháu chắc nằm hết ngoài để vô nhìn nó dễ. Chua từ chết thì còn vô nhìn nó dễ. Ta lên thì đảng xuống chết thì tội mà dưới mà đồn quả đồn quẩn mà mặt tiền đi mặt đồn đồn học vô va luôn. Ta thấy đó, mình cứ tính toán, mình cứ quyết định chẳng lúc
Chúa gì cả. Chúa là Đấng quyết định và làm nên mọi sự mà tôi bảo tôi học rồi. Mày tiêu rồi Long ơi, mày cứ quyết định, mày cứ nghĩ là mày làm mọi sự rồi cứ theo kế hoạch của mày học. Hồi cuối cùng đến trước đầu tôi cho Chúa, lạy Chúa, chết thì chết còn vẫn cứ chỉ khao khát một cái điều duy nhất là được tự do đi loan truyền lời Chúa cho Chúa, mà Chúa không cho hồi câu chuyện của Chúa, còn các Chúa còn không thèm làm nữa. Chúa cứ chơi con như vậy không. Phúc xin ai nói với Chúa, lạy Chúa, Chúa là ông kẹt. Chúa là ông kẹt là sao mà cứ ngồi đúc đến Chúa, mà cứ Chúa cứ truyền nó làm cái này làm kia là đi người ta nhập, người ta vùi người ta, tìm mọi cách người ta cản phá. Mà làm gì? Làm công việc lấy vẽ hình ảnh cho Chúa cũng ba chìm bảy nổi. Rồi đi loan truyền lời phim cho Chúa cũng bị nhập. Rồi Chúa mặc khải, Chúa hiện ra, Chúa bảo viết lại, người ta bảo con này mát, con này bị quỷ ám, con này bị quỷ nhập, con này bị tà nó điều khiển, vân vân. Thậm chí là Phúc Sinh A bị coi là bị tâm thần của bác sĩ đến khám rồi có bị vấn đề gì hay không. Cuối cùng tôi thấy chắc mình cũng giống vậy quá là sao. Cái tiếng nói nó không xong hết, mà tôi nói Chúa là lại Chúa bây giờ sao để Chúa rồi. Thầy, mày đều mình nhắm mắt lại mình để tao làm. Mình nhắm mắt xong mở mắt ra thấy là mình có việc tin mừng. Từ Chúa tôi mở mắt ra thì thấy toàn mũi mọc, rồi thấy ruộng rẫy, rồi vách lá, vách tranh đủ thứ hết. Mà 6 tháng mình nhìn lại mình thấy là có phải Chúa làm không thưa anh chị em? Hoàn toàn là do Chúa đã làm. Chúa gọi anh chị em đến đây, Chúa cho anh chị em đến đây và Chúa ban ơn lành Chúa cho anh chị em hoàn toàn là Chúa làm. Anh chị em đến đây được phúc này, được phúc nọ, được phúc kia hoàn toàn là do Chúa làm. Chúa quyết định theo kế hoạch của Ngài. Ví dụ như cái anh chị vừa rồi, để tôi đưa cái ví dụ nữa, có bà cụ đó. Đó, bà cụ đó, ở đây thì các bạn. Chúng ta nhắc ở đây.